Em mày làm gì? Bữa nay mày kêu tao ra đây làm gì? Trời, chị có phải chị em không trời? Không phải chị mày, không lẽ bà cố nội mày? Mà bữa chị hứa rồi chị quên á. Hứa gì em? Hứa hôm bữa chị nói em thi đậu quá, xong rồi chị mua cái em laptop để em chơi điện tử đó. Thôi mày ơi, dịch giặt quá rồi, giờ hả là không có tiền đâu mua. Dịch cái gì, bữa nghe nói cái anh giáp gì bà mới quen nó ngại kiếp được 1 triệu mấy 2 triệu luôn. Thôi mà ừ, tự nhiên tao mới quen kêu về tiền bạc cũng kỳ lắm. Trời ơi, nay bà biết ngại lắm. Không ngại mày, tao con người tao phải biết ngại chứ. Chị gì đi mua đại đi hứa rồi. Ôi kỳ lắm. Chị thôi. Đi mà. Đi mà. Tao điện cái coi, mệt điểu rồi. Hứa rồi nghe. Hứa hoài à, tao không biết tao có chịu không đây nè. Hứa 3 tháng rồi, hứa 3 tháng rồi, giờ chưa. 3 tháng gì, dịch giặt 4 tháng nay rồi nè. Ai muốn hứa, ai hứa em muốn làm được rồi. Alo. Anh đang đâu vậy? Bữa nay có chạy không vậy? Anh em. Ừ, nay em không có chạy xe. Sao? Không chạy hả? Thôi vậy qua chở em với thằng em đi siêu thị điện máy mua đồ đi. Em kêu anh qua chở em với em của em đi mua laptop hả? Cả hướng nó cái laptop của nó nè. Giờ cũng không có tiền. Giờ anh giúp em đôi, giúp em đi về muốn gì cũng chịu trơn nha, muốn gì cũng chịu trơn nha. Chắc chứ. Ừ, được mà. Muốn gì cũng được hả? Rồi, được, ok. Rồi, ok, ăn ra liền. Rồi, qua liền nha. Later. Mệt à. Trời đi lựa đồ mà toàn lựa gì đâu không mà. Để mà hứa mua laptop. Trời ơi, toàn là mua gì đâu mà. Trời ơi, anh có biết laptop nó mắc gì đâu. Anh cứ tưởng laptop có 3-4 triệu à. Anh vô cùng mấy 2-30 triệu luôn mà. Đâu có tiền mua đâu. Kiếm gì nữa, laptop người ta như là mấy triệu. Mấy triệu xài được chắc 5-2 năm. Mua phải 17 triệu chứ. Em cứ nghĩ đi. Anh chạy gấp nè, chạy có tiền đâu mà. Em cứ kêu anh mua gì sao tiền đâu anh mua. Không, anh khỏi nói nữa. Ở trên app á, tôi thấy hả, nó để là hả à, anh chạy ngày triệu mấy 2 triệu. Bây giờ anh nói về 100 ngàn. Vậy 100 ngàn. Cái gì 1 ngàn 2-3 triệu? Trời ơi, đừng có lên TV nghe nói. Mẹ tôi chạy có 200-300 ngàn à. Chứ 2-3 triệu đâu ra. Laptop thì để bữa nào mới đi, còn bây giờ thì đi. Để làm gì nữa? Như mẹ nói với tao, đi về nhà đi. Thôi ba, có một tiền mà bà đặt không quen tôi, ra chỗ khác đi, mệt. Chia tay đi. Alo. Rồi anh biết rồi. Đi. Tiền tay trắng thấy người yêu không dám nhìn, đành quay lưng để cho em được chung bước người tâm linh. Ta buồn ta khóc chắc đời ta sao trái ngang, buồn thay cho số tôi không tiền ta chắc đời ta.